Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của ngành giáo dục, cùng với phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường đã triển khai dạy học thông qua các hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì việc dạy học này tại các trường học vùng cao cũng gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ để hướng tới mục tiêu tất cả học sinh đều được học tập trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Những ngày nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, em Lý Minh Đức ở thôn Tân Tiến, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát dành phần lớn thời gian để phụ giúp gia đình. Để không quên kiến thức, Đức làm bài tập các thầy cô giáo giao trực tiếp mỗi tuần và tự học là chính. Mặc dù rất ý thức duy trì việc học tập tại nhà, nhưng đôi khi Đức cũng gặp khó khăn bởi có một số nội dung chưa thực sự hiểu, lại không có hướng dẫn trực tiếp từ các thầy cô giáo. Và bây giờ có dịch bệnh thì chỗ em là vùng cao nên không có mạng và việc học tập và tiếp thu sẽ khó khăn. Và trong những bài khó thì chúng em không thể học, không thể tiếp thu và giảng dạy ngay được, phải đợi đến lúc thầy cô giáo đến thì mới có thể hỏi được. Đây cũng là thực tế đối với việc tự học tại nhà của nhiều học sinh ở vùng cao Lào Cai, bởi các giáo viên thiếu phương tiện, thiết bị dạy học, mạng Internet không ổn định, nhiều gia đình không có điện thoại thông minh. Tuy nhiên, không vì vậy mà việc học tập của các em học sinh bị bỏ qua. Trái lại, các thầy cô giáo ở vùng cao Lào Cai đã có nhiều biện pháp để giao bài, chữa bài cho học sinh. Về máy tính, về mạng, thì điều kiện gia đình các em là đều không có. Nhà trường sức in và đề và phân công cho các đồng chí giáo viên trong trường phụ trách các thôn, ô tô và mang đến thôn bản kết hợp với đại đồng chí trưởng thôn, bí thư chi bộ để giao bài tập cho các em hàng tuần. Và khi thứ hai hàng tuần thì đến hết tuần sau đầu thứ hai thầy cô gọi đến thôn và thu bài tập và giải đáp hướng dẫn. Nỗ lực của cả thầy và trò vùng cao Lào Cai trong thời gian này là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan nhất thì tất cả các giải pháp đang triển khai đều chỉ mang tính tình thế và hiệu quả chưa đạt được như mong muốn. Chỉ khoảng 20% số học sinh tiểu học mầm non ở Bát Sát được tham gia học trực tuyến. Còn cơ bản, vẫn sử dụng phương pháp giáo dục bài thủ công như đã đề cập. Chính vì vậy, linh hoạt trong việc tổ chức, ôn tập, giảng dạy là điều cần thiết phải làm trong thời gian này. Sở giáo dục thì cũng đã chỉ đạo rất là kỹ đối với cả các phòng giáo dục, tùy vào cái điều kiện cụ thể để mà tổ chức linh hoạt các hình thức dạy học cho học sinh. Cũng có cái văn bản để mà thay đổi kế hoạch thời gian năm học. Đấy, thì chúng tôi thì với một cái thời lượng như vậy thì thứ nhất là từ Bộ Giáo dục rồi từ Sở Giáo dục sẽ có những cái việc mà tinh giảm thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện trong thời gian tới, tinh giảm học tập, tổ chức cho học sinh học tập những cái kiến thức trọng tâm nhất để đảm bảo học sinh vừa chống dịch và vừa đảm bảo kiến thức cơ bản cho học sinh. Năng lực về cái công nghệ thông tin, thế rồi đấy là thành thạo trong việc sử dụng các cái phần mềm là cũng còn hạn chế. Tuy nhiên đấy là với cái cách làm và cái chỉ đạo của sở, thế rồi là sáng tạo của các cái đơn vị, chúng tôi thấy rằng là những cái nơi mà thuận lợi như thì cái việc thực hiện khá tốt. Thế còn những cái nơi mà khó khăn như thế thì cũng có một số huyện nên là có những cái sáng tạo trong cái việc triển khai thực hiện. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3, sau khi có văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh rà soát và đánh giá kết quả học tập qua trực tuyến, tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các đơn vị giáo dục triển khai hiệu quả hơn các hình thức học trực tuyến, học trên Internet, trên kho dữ liệu, trên truyền hình. Đây cũng là cơ hội để ngành giáo dục Lào Cai tiếp cận với một phương thức dạy học mới, hiện đại hơn. Tuy nhiên, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng dạy học cũng cần phải đẩy mạnh với sự vào cuộc của toàn ngành, của gia đình và xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh được học tập một cách tốt nhất.